Học hôm qua là học là biết cách là dùng vẽ ra như giờ sao nhanh nhất là nói cái chữ cấn là vẽ có quẹt liền ấy. Không cần thấy vừa À, vẽ thì lâu xịn quá đó, bây giờ phải có cách, bây giờ thì chỉ cái cách, những cái cách đó mà hôm nay là nói về cái là mở tiếp thứ, nhưng mà của phương pháp của tao là phương pháp học nhanh lắm, còn mày đọc sách thì chết mày luôn. Ủa, không biết sao mày nhớ mà sao nó không chỉ cách cho nhớ, nó có vẽ tùm lum như vậy thì chết người ta. Bây giờ phải tự làm sao mình vẽ ra được, chứ mỗi lần mày lục sách hả, hỏi nó có vẽ càng nó mày lục sách này thì nó có những cái cách để nhớ. cái thuốc mà thông kinh mạch thầy up lên trên group kia là Thuốc cái gì, thuốc thông kinh đó hả, thông kinh mạch đó thầy, đó là khi bị đánh vô khi khi bị thương mới dùng thôi không ở thầy. khi thương, tại vì mình học cái này khi người ta đánh vô thì sao. Ồ, lúc đó mày nói mày khí công mày không chịu chữa người ta rồi sao mày làm cái gì mà nguy hiểm lắm, nhiều người không có biết, nhất là nghề võ đánh vô cái người ta là ba người sau chết rồi, nó tưởng là xe đụng đâu có, nó là tưởng học máu là do mày đánh trúng huyệt nó, dù cái nghề võ đánh rồi trúng gì ba người sau nó chết rồi nó đó. Khi mình đánh cho mình nhớ chết mẹ đánh trúng đó coi cái này chết rồi cho nó uống liền đi không bị. Thôi cái đánh nhau là cái gì thầy ơi? Không chứ mấy, tức là cái này mấy thằng học võ sư luôn, nó Dạ khí công thì nó biết, thì nó về lỡ nó đánh hai mấy đó. Đó, học trò đang đánh nó đấm cái thằng nó ngửa ra thì nó biết con thôi là chết, nhưng quay hắn lại rồi thì nhà nước đóng cửa là sao. Ồ, nó nguy hiểm lắm trời ơi, cái nghề võ mà tưởng nguy hiểm, có lỡ nó đánh trúng tử hiệp chết con trong nhà mày rồi sao mày đi dạy, cái võ sư mà ông không có biết thì chết chứ, rồi ông cứ cãi cãi với công an sao. Rồi, ai 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 lúc đó nếu ông biết thì ông chữa liền. Và bây giờ nó thêm cái này nữa này, cái này là một cái hôm nay là nói về cái cách mà vẽ liền ra cho ra, nhìn liền ra thì mình thấy là bây giờ cái nguyên tắc thứ nhất là ba cái gạch như là càng ha, nó có nguyên tập ba ba cái gạch kia là ba cái gạch âm đó, phải học cái này. Bây giờ ha, cái gạch đỏ này đứng trên hết là nó có, sẽ có gạch đỏ là một loại, thấy không, là tên gì. Rồi cái gạch mà đứng chỉ có một cái gạch đỏ này ở giữa là tên gì, rồi chỉ một cái gạch đỏ này ở dưới là tên gì, nó ra thuộc liền, cái ngó là biết liền. Thì cái này là cấn, cái này khảm, chấn đó, thấy không, thấy không. Thì lúc đó thì cái này là nó nằm trên thì hai dưới nè đó, cái này giữa nè nằm dưới nè, thì thằng này cũng như vậy, thằng này trên cũng như vậy, là một là một trên rồi ở giữa có hai gạch, ở dưới hai gạch đó là để nhớ cho nó nhanh chứ khỏi cần ngồi về vẽ nguyên cái trám cái kia là mới nhìn tìm ra là lâu quá, thì cái này nó nhanh hơn một chút đó. Thì cái này là đoại, cái này là đoại, đoại ly ly, còn cái còn lại tốt, xong đoại ly tốt, thành ra dễ là cấn khảm chấn đi. đoại ly tốt Đúng rồi, đi tốt đúng rồi, tức là khi mình đọc nhanh đó là cấn khảm chấn đi ly tốt à, nó ra liền à, dễ nhớ. Thì cái thường khi mà vẽ này thì mình chỉ còn mấy cái khi mày quẹt hai cái nữa xong rột 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 xong, thấy không, thành ra mình ngó cái này thấy cái này ở dưới đáy là chữ tốn rồi, thấy cái này giữa ly rồi, thấy cái này trên đòi thuộc liền, không cần biết cái ở dưới toàn cái gì lẹ hơn không. Còn cái kia mình còn còn nó bị hoa mắt, bị vì ba cái thằng hiện ra cùng lúc thì trong mắt mình nhìn vô cái này là đậm nhất đó, cái này là đậm nhất, đọc tên liền cái này đậm nhất, còn tên này cái này đậm nhất trong đầu, tức là khi mà giống như mình cái này là mình làm cho nó rõ ra còn gì mờ mờ vậy đó. Đó, giống như cái ngành ngành studio mình zoom lại cái này thằng này rõ lên là mày đọc tên liền, đó là một phương pháp thứ nhất. Rồi cái thứ hai là mấy cái thằng này, cái này là nhiều người không có hiểu tại sao nó có cái ngũ hành trong này đó, tại sao quái nó có hành, nó liên quan tới hành, tức là cái hành là nó là vật chất, còn cái quái cái khí, khí nó là khí đó. Thì bây giờ trong người bây giờ mới, bây giờ hỏi những cái cấn này là cái hành nó là gì, như không,
nó là hành kim, hành thổ, hành hỏa, phải biết. Bây giờ phải, mà muốn vậy phải có cái nhớ chứ không thôi mày lộn xộn lắm. Này con người phải lấy cái con người, tức là giờ nói tính ngũ hành của bác quái. Cái này lắc mà con nhớ nó chuyển qua cái chỗ cái tên của phong thủy nó nghe, này thì sơn nè, cái này là thủy nè, cái này là lôi nè nha, phải biết thêm cái này là sơn núi, là cái này từ của phong thủy mà lắc họ cái từ này nó sẽ dùng trong 64 quẻ, nó không dùng chữ này. Ồ, nó lấy cái từ bên này nó dùng chữ gì? Cái này nó dùng trong trong mấy cái hình hình thôi, còn khi mà tức là nó dùng, tức là quẻ đơn ấy, thì nó dùng chữ đó. Nhưng mà quẻ kép á, là nó không dùng chữ đó nữa, mới chết. Nó dùng chữ này. Đó, thành ra cái này gọi là tên của quẻ đơn, tức là ba vạch thôi. Còn tên của quẻ kép là nó dùng theo cái kia. Ồ, thành ra nhiều người nó lộn, nó không có biết. Nhưng mà ghép thì ghép như cũ, mà đọc, đọc theo thằng này, mới chết. Cái này là thủy. Đó, phải biết cái nguyên tắc đó. Cái này chấn là lôi. Thành ra cái người mà giỏi hán tự thì khỏi phải thuộc lậu, còn cái, nó nhìn nó thuộc, còn mình phải học. Rồi rồi là trạch, thấy không, chữ trạch mới lộn xộn. Trạch là sông hỏa. Ừ, hỏa là đất đai á, điền trạch á, điền trạch, thấy không. Nhưng mà cái trạch đây là cái hồ à. Đó là đất đai cũng có cái hồ. Rồi tốn là phong là gió. Cái này là khi là nó có ví dụ như vậy, 1 2 3 đó vậy. Có lẽ đọc cái này đọc là cái này à, càng càng mới kỳ không, mới chết rồi, rồi sao đọc rồi. Thành ra khi mà nó đọc gì càng càng thì cái này cái bây giờ bắt đầu tới cái tới quẻ kép ha, bắt đầu cái tên quẻ kép thì mình có nguyên tắc, bởi tôi chỉ cái này luôn để liên liên qua cái này sau. Cái chỗ này khi quẻ kép những cái tên phải thuộc trong này, nó khi mà ghép ra là nó tám cột tám dòng nè, tám này tám, theo mình xếp đi một cái tám xong cái mình ghép nó lại thành cái khu giữa, cái khu giữa này gọi là quẻ, hai cái thằng giao nhau, tức là dù mình xếp là từ 1 tới 8 cái này là càng rồi ha, từ đây mình xếp từ 1 tới 8 cái mình hai thằng mình nhập vô thì nó thành 6 quẻ, thì cái ô này mình về mình tự làm nó ra liền, thì cái một cái khung này tức là 88 nhân 8 64 là một cái diện tích là 64, trong có 64 cái khe, 64 khe nó sẽ có 64 tên, thấy không. Thì trong đó có những cái là thuộc liền tức thì ấy, là những cái mà giống nhau ấy, như cái này ấy, thì nó gọi là thuần càn chứ không phải càn càn, thuần là những chữ thuần, ví dụ hai chữ thuần cấn nè, thuần khảm, thuần chấn, thuần đòi, thuần ly là giống nhau, gạch trên dưới giống nhau, đó là thuộc là 8 cái rồi. Có thằng này là thuần, cái thằng này là càn nè, thằng này côn ấy. Thì nếu mà cái qua cái quẻ là 8 cái hãy giống nhau thì thêm chữ thuần như thôi, thuần càn là một, cứ giống nhau là thuần càn, ờ thuần hết nè, thuần thuần cấn thuần ờ đó, thì tự nhiên mình thuộc thêm 8 thằng nữa, thuộc thêm 8 thằng, tức là cái quẻ nó khó nhớ lắm, thì nó thuộc được 8 quẻ rồi. Quẻ là gồm đua là quẻ kép á, tức là 8 thằng làm nó có 6 cái là 8. Cái thứ hai là mình phải học cái này, cái sơ đồ này trong nhân khí người ta học rồi, là thêm được mấy cái này sơ đồ này. Sơ đồ này nè của trong khí công đó, thấy không, khí công cái này một dương nằm ở dưới này, hai dương thì trong cái sơ đồ khí công của mình thì cái này nó đọc cái này là quẻ phục, đây dưới là phục, một là phục, hai là để đầu đang để chỉ mà luôn. Thì trong khí công thì cái này mình học luôn, nhưng mà phải thuộc cái sơ đồ hình này, tức là trong người ta khí nó đi từ dưới, mình vẽ cái đồ hình là khí nó đi từ dưới này lên nè, dưới này chỗ vĩ lư tức là cái ngay xương cùng nè, vĩ lư nó phải lấy cái hình mình chụp lại cái ngay vĩ thuộc, thì cái để ý ha, nó cái gạch đỏ nó tăng dần tới 6 hạt, thấy không, thì bắt đầu mình vẽ nè, một mình quan tâm thêm một cái vạch đỏ thôi, một gạch này, hai gạch, ba gạch đó, rồi bốn gạch, rồi năm gạch, rồi sáu gạch đó các bạn đó. Thành ra để cách học cho mau, hồi nãy mình thuần càng mình học được 8 tên, giờ 6 cái tên này tên gì, cái này nó phải thuộc lào cái này. Một gạch còn cái kia là sạch, nó còn bao nhiêu là âm hết, một gạch nó là chỗ này quẻ phục lâm thái đó, cái thuộc lào vậy, tráng này,
quải rồi tới càng đó, càng lên sau tháo cái nha, thì thuộc thêm 5 cái nữa, rồi phục lòng tháo cái đồ bắt đầu âm cũng vậy đó, 6 cái âm cho âm từ đây nó một âm nó xuống nè, mà cái này là khi học khí công phải thuộc nè, tại chỗ này là nó có một âm đâu này xuống hai âm xuống nè, hai âm này nó thành ra thêm năm một âm này một âm vấn đường không có hả? Vấn đường không, mấy cái chỗ mà cái vô hình đó nó hiện ra thì khí nó không có đó, cũng kỳ lắm. Tức là mày ngồi nè, mày tập trung nha, mình tập trung ha, mày hai con mắt mày dướng lên đây thì mình thấy có cái điểm này là cái điểm đó không, điểm nhột nhột. Tức là mày hai mắt này mày để đây nè, đó đó nó hiện lên đó, đó thấy điểm đó thì không có tên, nó không có khí gì hết. Thần ở đó không thầy? Tại vì mày tưởng tượng nếu nó có khí thì phải khí nóng hay khí lạnh, nhưng mà này nó không có luôn, nó không hư vô luôn. Tức là cái điểm nó huyền bí ẩn, không có nóng cũng không. Nếu mà nó vậy thì có thể là nóng nhiều nóng ít thì cảm giác, nhưng cảm giác nó không có, tức là không có gì hết. Mà nó có, không mà có là cái điểm nó không có gì hết, tức là hư vô, tức là đẹp giống như cái trong vòng tròn vậy đó. Thấy có mà không cần chấm mới có, thì cái này y cái đó, thì cái đó là đừng đụng tới. Trong cơ thể nó giữ cái lạ, đây là hai cái này, hai cái âm rồi, trên là ba cái âm, cái này bốn cái âm rồi, năm cái âm, còn cái sáu cái âm là biết là cái ghi rồi đó, cái này biết là khôn rồi. Thì cái này nó tên nè, cấu, cái này là cấu độn nè, bỉ phải thuộc, quát bác. Tại này khi mà học cái câu là cứ để trước mắt hoài thuộc mẹ, giống như kinh lạc vậy đó, thì mình học trước thì nó lợi, thì chút tự nhiên mình thuộc được là 8 tên với thằng 10 lần được 18 tên rồi. Rồi xong đó, cái đó là còn mấy 18, cái này mình phải học thuộc ngày hôm nay liền, để không lạc lậu cái còn 44 kia như tao ráp vô là điên, thì học từ từ nhát vô đó là ra được cái tên. Cái này là một bài đó, này lạc làm sao mới về mới thuộc. Đó là cách thuộc nhanh, tức là biết liền, ngó là biết nó thuộc cái gì liền. Mấy cái đó nó thường xuyên xảy ra, mà dễ nhớ, tại nó số 1, 1 dương, 2 dương, 3 dương, 4 dương, 5 dương, thấy không? Còn dương giống nhau, cái gì giống nhau thì sao đó. Nhưng mà dù thằng nó không học theo con góp này, nó điên. Nó tắt những cái dễ học ra trước đi, còn lát cái khó học sẽ tính sau. Đó là cái bài nó chưa tới, khi mà học tới 64 quẻ tao mới chỉ mới này mới căn bản thôi. Bây giờ tới cái phần thứ hai. Phần thứ hai là tao nói là vấn đề mà ngũ hành á của quái là cái gì, còn không biết là chết đi. Nó có 8 cái mà nó có 5 hành làm sao chia. Ô mẹ, đối vậy đó mẹ, có 5 cái à. Thì bây giờ coi phải biết cái cách để nhớ nó là con người vậy. Đó là hôm qua tao nói rồi, ly ở đây nè, thấy không? Rồi dưới này là khảm nè, là cái là cái thận á, cái này là tim này, để nhớ tim thận, thấy không? Gan, con người tao nói con người gan, còn đây là phổi đó, đây này là tim. Bây giờ phải cái này nó là nó trong thiên nhiên nó vẽ con người ra mới ra tim. Dưới này là hai quả thận, là thận nè, còn bên này là cái quả nè, bên gan bên phải, nhớ là cái này bên phải của mày nha, phải có 10 người á, đây là gan, bên này là cái lá phổi đó. Cái này thì trong bát quái cái này là ly nè, đi tức là cái gì đó, là hỏa đó, rồi đông là hỏa, hỏa ra ra tính hỏa, hành hỏa, ra hành hỏa luôn, nó hay rồi đó, nó được hành hỏa. Còn thằng này là khảm, khảm thì nó là thủy, là cái chữ hồi nãy bên kia mình học cái này là thủy, là ra được một hành nữa rồi, hành thủy đó. Còn gan này là chấn, chấn ha. Chấn thì cái bên cái chữ chấn kia nó là lôi, nhưng mà ở đây là mộc. Tại cái gan nó màu xanh, cái mật á, cái mật nó màu xanh thì cái là mộc. Mộc là cây á, cây màu xanh thì biết là hành mộc, là thuộc liền. Còn phổi á màu trắng, hành kim. Nó biết là tự nhiên biết hành kim, phổi. Phổi đây là đoài đó. Hôm qua là học đây là đoài. Đây là chấn, còn đây là khảm, đây là ly. Rồi ở dưới là cức nước độn, đây là cấn.
không? Ở trên này là tốn trên này, còn dưới này là càng là cực này, đó phải đó là nghĩa ra, bởi vì phải nhớ, mình phải có cách nhớ, không thôi mình lộn xộn còn đấy khôn. Rồi bây giờ nó có cái dạy bắt đầu thấy, bây giờ cái đầu mình là ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ mình thấy là cái nào có rồi, thủy rồi phải không? Hỏa có rồi phải không? Bây giờ nó có nguyên tắc là đi một cặp nè, kim ha, đi, đi xuống như này, cái cặp sát nó đó thì cái này kim luôn, không nguyên tắc. Còn cái này nè, chấn mà lên tốn thì chấn, cái này là mộc thì cái này mộc luôn, đó là nguyên tắc thứ nhất. Giờ còn hai thằng này là thổ, sao hết này là thổ, hai con lại thành ra thủy là có một cái thôi, hỏa thì có một cái thôi, mà mộc có hai thằng, kim hai thằng là 2, 4, 5, hỏa 6, thổ 2 là 8 đúng đó, là đủ rồi, thành ra được ngũ hành hai thằng này là thổ. Thổ này là Âu Tử rồi nè, nó tách làm hai đó, tính thổ. Tại vì cấn là cất, nó đặt nó như đất vậy đó. Rồi trong khôn lấy chỗ này là khi mà trong phổi mà có đàm á, nó cũng là lặng đất đàm thì hiểu liền. Nhưng mà cái này mình truy cái này ra lẻ hơn, hai cái thằng này tại nó đi theo tròn tròn như nè, cái này chiều chiều của trái đất này mà theo chiều kim đồng hồ thì đoài nó xuống đây là càng, thì cái này là biết là cái phổi là kim rồi. Nhưng mà cái thằng cấn càng sau biết kim thì quy luật nó hụt tục lầu là cái thằng cạnh bên kim lên, còn thằng này chấn thì thằng thì theo vùng kim hơi lên thì thằng này mọc luôn đó. Mày nhớ thành ra về sau bắt là mày không nhớ nè, lắp vô nó đi ghẻ thùng lung là mày đi. Rồi cái này phải ngó cái cơ thể người mới dễ nhớ, còn mày ngó bên kia là chết, bên trời đất là làm sao nó ra cái đó, làm sao nó biết ra kim, nó càng càng sinh kim được. Còn cái đây nó rõ ràng lắm, trong cái bụng người nó rõ lắm. Thì cái ngũ hành nó lấy từ con người ra chứ không phải trời. Thì cái ông cái thằng cha mà chế là chả là người chứ gì nữa, chứ sao chứ biết xung quanh là có đất đai năm loại, chứ trong người chỉ có năm loại này: phổi nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, màu đen nè, thận màu đen nè, còn cái này màu xanh nè, thấy không? Mày cắn thì cái thằng rồi cái chả cho đặt luôn cái này luôn, trong người cho đặt trước rồi cho suy ra cái kia. Thành ra nhiều người mình đọc tiên thiên qua đây làm sai, nó không đúng. Tại vì con người có trước, như tao là ông Phục Hy, ông coi cái bụng trước, giờ ông ngoại sao biết xung quanh. Cái gần nhất ấy, là học gần nhất từ trong bụng ông học ra, thì cái này là cái bụng người nó ra ngũ hành, từ đó mình biết tính ngũ hành của bác quái rồi đó. Cái này rất là lợi về sau coi bói, coi phong thủy, coi tử vi hết á, mà không có biết cái này mà chết. Chú dụ giờ nó nói về tim là ly là hành hỏa, tức là cái tánh thằng này nóng đó, nóng vội. Về sau mình học tới cái đó, bây giờ thì biết, tức là hôm nay học tính ngũ hành của bác quái là thêm một bài nữa, đó là thêm bài của bà. Rồi bây giờ thêm một cái ngũ hành này, thêm một cái hướng nữa. Hướng của cái hành của cái quái thì mà cái bụng mình á nè, mà coi cái này ha, cái ly là nó hướng nam, thận là hướng bắc, cái bộ cái gan này hướng đông, tại đông là biển, biển là thanh long con rồng à, phải nhớ liền đông. Còn tây là ngược lại, là hướng tây là hướng kim, đó là của đoài rồi đó. Còn hướng nam là hướng bắc, bắc là hướng của thủy, đây là hướng bắc. Nam là hướng của mày thấy như vậy. Rồi cái này là trong con người mày ha, nhưng bản đồ nó ngược lại, nó đảo ngược theo hình số 8 thì bắc ở trên này là hướng bắc nè, này hướng nam, hướng đông đây nè. Thì phải cái này trong người nó đẻ ra cái bản đồ. Bản đồ không có trước mà bản đồ nó lại ngược lên bên này. Thấy không? Thì đây thành ra cái ly là hướng nam. Còn khảm là hướng bắc. Cái này là hướng đông. Còn cái ở giữa này là tốn là đông nam, ở giữa là hai cái này ghép lại nam nam tây nam này, tây nam là hướng khôn, còn càng là hướng gì ra hết rồi. Lấy cái kia mày chết, lấy bên này nè, nhớ liền, nhớ chính xác hơn. Còn bên kia mà sao mày biết cái loài là hướng nào, còn cái bụng nó lòi ra
gan là màu xanh, xanh là hướng biển, mà con rồng nó hay vẽ con rồng là cái gan, gan là hướng động, mà gan mà biển là thanh long là con rồng ở dưới biển thì nó phải là hướng đông không, thì cái gan phải nằm đây, thấy không? Còn tim là màu đỏ là lửa, là hành hỏa, là hướng nam. Còn hướng thận là hướng hướng bắc, là nằm đây, nằm dưới tại thận á. Cái này là nhìn thấy bắc, bắc này nó bắc trên trên cao á, nằm đây chứ không phải nằm người mình. Màu đen đó là hiểu, là thành bắt đầu mình biết được cái tính ngũ hành của tính hướng, cái hướng của tám quái. Biết thêm một cái nữa là thêm một kiến thức, tức là nãy là 1 2 3 4 cái nữa, 3 4 4 loại kiến thức rồi đó. Bây giờ thêm một loại nữa, hôm nay tới khi đây là tới thêm hai món nữa là nghỉ được rồi. Món thứ hai là cái hà đồ là cái gì đó, và cái lạc thư là cái gì. Hà tự đầu đồ từ 1 tới 10, lạc thư từ 1 tới 9 rồi, tức là con số, cái số này nó có số chẵn ở trong con này, nó không có số chẵn, tức là tới đó thì bây giờ nó có nguyên tắc số 4, dễ số 4 cho tao. Còn bên này, bên này là nè, số 4 ngược nè, thấy số 4 ngược không? Số 4 chui ha, đảo ngược là số 4 ngược, đúng không? Bây giờ bắt đầu mình ghi nè, 1 2 theo thứ tự nè, 3 4 5 ở giữa nha. 6 nè. Nè, theo tương tự đi, đi lên theo cái chiều của viết số 4 á. Nha, 6 ở đây, 7 ở đây, mày cứ viết cho tao đi, 7 rồi đây xuống đây 8 đây. 8 đây thì qua đây 9, 9 10 đây. Rồi, cái này là hà đồ. Mày bấm cái điện thoại này coi cái số này, mà cái số lẻ là nó rỗng, số đặc là nó, số chẵn là nó đặt, đàn bà có bầu thì nó đặt là số chẵn. Thì bây giờ mày lấy cái hà đồ, cái chỗ này là 3 chấm, đây là 8 chấm, lấy ra cái này hà đồ đó. Rồi xong thì tới lạc thư nha. Lạc thư là số 4 ngược, 1 3 5 7 9 sao. Rồi chỗ này á, chỗ này là cái 1359 này là cái gì trong người mày, phải không? Cái này là hậu thiên của mày, là ở đây số 1 là thận nha. Mày coi cái vị trí trong cái cơ thể người á nè, cơ thể người ở dưới mà tính lên thì cái thận đứng trước, cái thận đứng số 1, xong nhích lên cái lá gan, nhích lên tới cái bao tử, nhích lên cái lá phổi, lên tim là cao nhất, thì nó ra thứ tự nó có số chẵn 1 nè, 3, 5, 7, 9. Còn số chẵn là 1 đây, thận nó đi với bụng đái là số 2 rồi. Rồi số 3 là gan đi với mật, nó có một cặp á. Thì cái này 1, 3, 5, 9 nó ra cái này. Cái này là do cái tọa độ, cái khoảng cách từ cái tâm trái đất, từ dưới đất lên là cái thận đứng đứng đầu. Cái vị trí này, này nè, 1 đó, vị trí á đó, cao nhất thân thần số 9. Thì khi vẽ ra hình này, tức là nó nằm trên cái hình số 4 ngược. Còn phổi mà có hai lá thì nó lên hai lá là 4 này. 24 dưới là hai lá thận là 68. Rồi xong, cái này là lạc thư. Mày mở cái bấm điện thoại thôi, coi trúng không. Là thuộc lòng, là từ thì tao mới vẽ thôi mà, là tao không cần coi đó, đó. Mày coi thì chắc luôn. Mà nó có cái quy luật là số 4 xuôi, số 4 ngược, là tứ tượng xuôi, tứ tượng ngược. Không ai đi ngồi mày học cái, nó học hoài có lộn xộn hoài. Rồi mày coi lại coi cái số lẻ là, nhớ số lẻ là rỗng, số chẵn là đặt. Xong mày coi những con số nó vẽ trên cái lạc thư nó ra cái đó không, chứ đừng có nói gì con rồng, con khỉ mẹ vậy đó. Cái này nó là trên, cái này là trên lưng con rùa đó, lưng rùa. Còn cái này là trên cái yên con ngựa. Lát hồi mày coi cái vị trí số đi, lát hồi tao vẽ cái sơ đồ cho mày coi. Đó là kiến thức thứ tư. Thứ năm. Rồi xin cho vẽ cái vị trí cho coi. Cái hiểu cái đó rồi bắt đầu vô cái vị trí cổ xưa này. Là con rùa. Con rùa thì cái gì? Nó là con rùa vậy. Nó có 4 cái chân. Có 1 cái đầu, 2 cái chân. Đó, cái này là số 2 nằm đây.
4, 6, 8. Rùa đó. Rồi cái lưng là số 5. Số 5 ở đây là. Đó, số 5 ở đây. Số 5. Con rùa đó. 6, 8 nè. Thấy không? 3, 5. Đây cái 7 nằm ở đây. Đây 3 cái chấm. Này 1, 2, 3, đây 7 cái lỗ. Đây 5 là 7 đó. Nếu mình coi cái đúng chỗ này, số 9 là 9 cái lỗ này, đó là con rùa. Mình coi đúng chưa, coi cái số này đúng chưa. Đúng rồi. Đúng thấy không, đã thuộc rồi đó, mày thuộc ra khỏi cần vẽ. Nhưng bây giờ vẽ làm sao thì phải coi con rùa dây. Còn cái hạ độ là cái lưng con hà mã, con ngựa. Thì con ngựa nó có một cái yên, thấy không, nó có hai cái mép hai bên, cái mép mà hai cái tả này nè. Rồi cái miếng mà nó ở che cái cổ và cái miếng sau. Đó, bây giờ mới ráp cái này vô. Ráp cái này vô. Đây là 27 nè. Nè, 27 nằm trên. 38 là nằm đây. 50 nằm ở giữa, 10. 49 nè. Tức là vẽ mấy cái chấm ra đó. Đây là 16 nè. Rồi. Hà độ. Là cái miếng da gì? Nó trải lên cái lưng ngựa đó. Nó có hai cái miếng tả hai bên. Có miếng ở giữa, có miếng che cái đầu, miếng che cái đít. Nè. Nè cái miếng che cái đầu, che thấy không? Mình tôi để con số vô cái khung với cái cục của tao ráp vô. Nè cái miếng này là miếng nè, ráp vô. Nè cái miếng này là miếng của đầu ngựa nè. Nè đầu ngựa nè. Cái miếng này cái thân ngựa nè. Rồi cái miếng, hai cái tập về hai bên. Rồi cái đuôi ngựa nè. Đó là nó ra cái hình hà đồ tột nhẹ rồi. Người ta không cần coi, không cần coi cái điện thoại của anh. chạy đâu nữa, ngồi vẽ cái ra hết rồi, chỉ là xuống rồi đó. Nó gọi là tứ tượng xuôi tứ tượng ngược trong bát quá, là không thằng nào biết cái này, không thằng sách nào nói. Tức là mấy thằng cha trước là học thuộc đầu không hiểu mẹ gì hết đấy. Tức là tứ tượng sanh ra, con số 4 nó sanh ra hai cái đồ hình này. Con số 4 sanh ra tứ tượng, sanh ra bát quái. Sai đâu, tứ tượng sanh bát quái mà. Thì này tứ tượng sanh bát quái là cũng là số 4 sanh ra, mà số 4 mà nó có hai chiều. Con trời là xuôi, còn người là ngược. Trời là từ phải qua trái, thấy không? Trái đất từ trái qua phải lăn như này. Thật chiều kim đồng hồ là chiều của trái đất, ngược chiều hơn chiều của mặt trời. Không ai cãi được, mà hai chiều nó cũng là số tứ tượng sanh ra. Mà trong người là cái này. Cái này là tàn nãy tao nói vẽ theo cái nè, theo tạng phủ đó ra, của người sanh ra. Còn cái này của trời sanh ra là con ngựa. Mà cái số này là số 4 thuận, cái số 4 ngược. Là tứ tượng thuận, tứ tượng ngược là đảo lộn lại vậy, giống như bát quái. Mày nói số 8 đó, cái đảo theo cái số 8 đó giống như cái đảo của cái mã của mấy cái quái nó cũng vậy. Nó không phải là đối xứng qua gương nha, nó đảo ngược. Thành ra nhiều người nó hay lộn. Mà đảo ngược là cái gì? Tức là trái đất xoay xuôi, là chiều kim đồng hồ, trái đất xoay, mặt trời xoay ngược. Nó này trên này trên mặt trái đất quay này. Mặt trời vậy. Thì trên này phải chiều kim đồng hồ, chiều này tức là đi vô. Mà chiều mặt trời tức là đi ra. Thành ra ngoài ở trên mặt đất á, nó mà nó hút lên trên này, thì chắc chắn cái chiều gió là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Mà dưới mặt nước mà nó hút xuống vậy, chắc chắn cái đường này là chiều kim đồng hồ. Coi dòng nước là thế, mà rất kỳ lạ, không bao giờ cái dòng nước mình xoay ngược hết á. Nhiều người không có để ý, thiên nhiên kỳ lắm. Mày thấy cái dòng xoáy nước nha, vậy ra coi nó đi theo ngược chiều, nó theo mặt chiều mặt trời. Còn cái dòng xoáy mà ở dưới nó hút đồ lên là nó theo chiều trái đất. Mà không bao giờ thiên nhiên là thế, không bao giờ nó quay ngược lại. Hút vô là chiều kim ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ hút vô. Ừ. Chiều theo chiều kim đồng hồ á là mình xíu tụi nó mất á là đi vô, theo chiều ông trời là mở ra, ông trời nó mở ra là ngược chiều kim đồng hồ là mở thành cái chuyện nó vít á. Mình thấy chuyện vít không thể nào người ta mở theo nó ngược lại tên này vậy nè, là nó vô. Mình nếu kiểu gì mà vô thì không ai quặn vẽ đó, quặn kỳ lắm. Quặn về sao vô, quặn về được nè, còn quặn về vô khó, nhưng quặn về vô dễ. Thấy không? Nhưng mà chặn vô kiểu này khó. Cuối cùng nó có cái kỳ lạ là chiều kim đồng hồ là xíu phích vô,
chiều ngược chiều nữa, mà cái này bất diêu bất dịch mà chiều kia luôn. Thôi tại sao nó không quay vậy, nó không quay chiều kia, mà quay vậy dễ coi, phải quay chiều kia sao mà có. Cái thằng kia đồng hồ giờ từ 1 tiếng 10 quay sao, quay ngược cái kỳ lắm. Mà tự nhiên toàn thế giới nó thành một cái thực nguyên tắc thống nhất đó, thì ta biết thêm mà hai cái chiều, chiều gió, gió trốt cho mặt đất ngược chiều kim đồng hồ, chiều dòng nước mà xoáy theo kỳ kim đồng hồ nè, chúng biết nó chui vô này còn đi ra bay lên trời, mà lên trời là chiều của trời. Nó thanh hồi biết hai cái đó. Ngược ngạo quá. Mấy nhiều cái mày, cái đầu mày mà con người mà không tỉnh táo lộn dễ lộn lắm. Đó là thấy số 4 xu xuống ngược cho bẻ ra mày mới thấy cái bí mật của cái này, chứ không tôi mày sao mà thấy. Mày thấy khó lắm, mày giờ mày còn mày ngó mày vô mày học. Tháng sau quên mẹ còn tao khoảng cần. Rồi quẹt rồi tao thôi nhớ. Tao không cần coi cái đó. Còn nhiều thằng coi còn khả nghi đó, không biết đúng không. Giống như hôm qua mày coi cái bắt quá mày còn lộn mẹ lật coi lật lại. Tao nói cái tâm nằm đây mà mày không quên cái mày. Mày biết cái tâm là xong hết rồi. Nó có cái tâm. Nó theo vòng tròn phải có tâm, theo trời trời phải có tâm chứ. Bắt quá tiên thiên mà không có tâm, trời không có tâm. Có trung tâm vũ trụ chứ. Nó là Vân Hà. Đó, mấy cái này tôi vô đây mình đủ lập bài hôm nay rồi. Có chút xíu, học chút xíu xong rồi. Mà cái đó là cả cuốn sách. Cả cuốn sách đó. Mà nó nói tới nó luôn, nó không có chỉ mày làm sao mà nó có ra cái đó. Cái thằng cha đầu tiên sao chả vẽ cái đó. Mà sao nó khó nhớ quá. Tao chỉ mà đố mày, mày ngồi mày nhớ ra. Thì mà ngó cái họ đồ mày ngó giờ, bây giờ mà nói bắt quá tiên thiên sao, bắt quá hậu thiên sao. Mày phải lục sách coi, còn không có mình vẽ đưa tao đi liền. Khỏi cần mở cái sơ đồ đó. Mà dễ lộn đó, thằng nào mà hãy nói tới bát quái tiên thiên là phải mở, mở sách là mới dám đi in. Có chỉ đi mày. Rồi bây giờ mình lật ra mày tự mày làm lại coi thuộc không. Tao chỉ rồi mày lật tay lại mày vẽ ra cái số 4 xu xuống ngược cho tao đi làm mày nhớ luôn. Hay lắm trời.